đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương vàng phân khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh cầu phần tử gia hộ. Tâm Bồ Đề kiên cố chí tu đạo vững bền xa biển khổ nguồn mê chóng quay về bờ giác. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam mô Thập Phương Pháp Giới Tường Trụ Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Đệ tử chúng con nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật xin bạch thỉnh hết thảy chư Bồ Tát cùng chư Thánh Hiền Tăng. Theo đại nguyện của các ngài quang giang nơi Pháp hội chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con cũng nương oai lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xin bạch thỉnh hết thảy chư chúng đã phát tâm Bồ Đề, chư thiên chư thần đồng nhau làm hộ pháp hết thảy chúng quý thần vì lợi ích của mình, khởi tâm hoan hỷ tinh tấn hộ chỉ nương oai lực Phật, vân tập về nơi pháp hội hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bạch chư hộ pháp chốn giả lam chùa Ba Vàng xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bạch các ngài nương lòng từ bi và sự trí dạy trên sư phụ nhân mùa an cư kết hạ của chư tăng. Đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng xin thành tâm đối trước Tam Bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư tăng, để tán thán công đức Tam Bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con vân tập về nơi Đại Hùng Bảo Điện, chúng con dâng nén tâm hướng khải bạch Tam Bảo chứng minh gia trì. Chư hộ pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm thí dụ thứ ba. Chúng con xin nguyện đem công đức nành này hồi hướng đền ân chư Phật, báo tứ trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật, để hộ trì Tam Bảo truyền tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương, các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời hoằng dương chính Pháp Phật, đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài, các chúng ác ma phá hoại Phật Pháp cùng chúng ngoại đạo được duyên giác ngộ. Nguyện trên sư phụ được sức khỏe, chủ thế xa bà được giải lâu, để hoằng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh. Và nguyện cho cha mẹ hiện đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe, tăng thêm tuổi thọ, thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích, sớm có duyên lành tu theo chính pháp của Phật. Nguyện cho gia tiên tiền tổ hiện kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng oan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ, được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát. Chúng con cũng nguyện hết thảy chư thiên chư hộ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được binh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thỉnh hưng, nguyện cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo pháp của Phật. Chúng con ngưỡng nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thường gia hộ Bồ Tát Ma Tát.
chỉ tâm đành lễ ơi Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật. Chỉ tâm đành lễ Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Thập Phương Tần Hư Không Giới Nhất Thiết Hiền Thánh Tăng. Phẩm vi diệu rất sâu vô thượng ơi trăm nghìn muôn ức kiếp khó gầm ơi con nay thấy nghe được thọ chỉ ơi nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ơi Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hơn sáu muôn lời thành bảy cuốn rộng chứa đựng vô biên nghĩa màu trong cổ nước cam lồ dịn nhuần trong miệng chất đề hồ nhỏ mát bên răng ngọc trắng tuôn xá lợi trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Thí Dụ Thứ Ba Chướng Giá Dầu Có Lớn Khó Đốn Rất Nhiều Đầy Vàng Bạc Cùng Lưu Ly Xa Cư Ngọc Mã Não Dùng những món vật báu tạo thành các xe lớn chứng giòn trang nghiêm đẹp khắc vòng có bao lớn bốn mặt đều treo linh dây vàng xen thắt tuổi lưới mảnh kết chân châu răng bày phủ phía trên hoa vàng các chuỗi ngọc lòng thòng rũ khắp
chỗ các màu trang sức đẹp khắm vòng xây quanh xe dùng nhiều hàng mềm mại để làm nệm lót ngồi vai quý mịn rất tốt giá trị đến nghìn muôn bóng láng trắng sạch sẽ dùng trái chùm trên nệm có chậu trắng to lớn mập khỏe nhiều sức mạnh thân hình rất tươi tốt để kéo xe báu đó đông những tôi và tớ mà chức hầu giữ gìn đem xe đẹp như thế đồng bán cho các con lúc bây giờ rất vui mừng hơn nữa ngồi trên xe báu đó giao đi khắp bốn phương vui chơi nhiều khoái lạc từ tài không ngắn ngại bảo xa lợi Phật này đường Phật cũng như vậy tôn cả trong hàng thánh cha lành của trong đời tất cả các chúng sinh đều là con của ta say mê theo thế lạc không có chút huệ tâm ba cõi hiểm không an dường như nha lửa cháy các nan khổ dày đầy rất đáng nên ghê sợ thường có những sanh ra bệnh chết và giàu lo các thứ lửa như thế cháy hừng chẳng tắt dứt Đức Như Lai đã lìa nhà lửa ba cõi đó vắng lặng ở thông thả an ổn trong rừng nối hiện nay ba cõi này đều là của ta cả những chúng sinh trong đó cũng là con của ta mà nay trong ba cõi có nhiều thứ hoàn an chỉ riêng một mình ta có thể cứu hộ chúng dẫu lại đã dạy bao mà vẫn không tin nhận vì nơi các dục nhiệm rất xanh lòng tham mê bởi thế nên phương tiện vì chúng nói ba thừa khiến cho các chúng sinh rõ ba cõi là khổ mở bảy cùng diễn nói nhưng đạo pháp xuất thế các người con đó thấy nếu nơi tâm quyết định đầy đủ ba môn minh và sáu môn thần thông có người đường diễn giác hoặc bất thôi bồ tát xa lời Phật phải biết ta vì các chúng sinh dùng món thí dụ này để nói một Phật thừa các ông nếu có thể tin nhận lời nói đây tất cả người đều sẽ chứng thành quả phần đạo phần thừa đây vì diệu rất thanh tịnh thứ nhất ở trong cáng thế gian không còn pháp nào trên của các Phật vui ưa tất cả hàng chúng sinh đều phải nến khen người và cúng dường lễ bái đủ vô lượng nghìn ức các tri lực giải thoát thiền định và trí huệ cùng pháp khác của Phật chứng đặng thừa như thế khắp cho các con thầy ngày đêm cùng kiếp số thường đang ngồi giáo chơi cho các hàng Bồ Tát cùng với chúng thanh văn nương nơi thừa báu này mà thắng đến đạo tràng vì bởi nhân duyên đó tìm kỹ khắp mười phương lại không thừa nào các chư Phật dùng phương tiện bảo với xa lời Phật bổn ông các người thấy đều là con của ta thời là cha lành các ông trải nhiều kiếp bi các sự khổ đốt ta đều đã cứu vớt cho ra khỏi ba cõi ta giàu ngày trước nói các ông đường diễn độ nhưng chỉ hết sinh tử mà thiên thời chẳng diệt nay việc nên phải làm chỉ có trí huệ Phật nếu có Bồ Tát nào ở trong hàng chúng này có thể một lòng nghe pháp thật của các Phật các Đức Phật Thế Tôn dầu dùng trước phương tiện mà chúng sinh được độ đều là Bồ Tát cả nếu có người chi nhỏ quá mê nơi ái dục Phật bèn vì bốn này mà nói lý khổ để chúng sinh nghe lòng mừng đắng điều chưa từng có Đức Phật nói khổ để chân thật không sai khác nếu lại có chúng sinh không rõ biết không khổ quá say nơi khổ nhân chẳng tám rời bỏ đường Phật vì hàng người này dùng phương tiện nói dạy nguyên nhân có các khổ tham dục là cõi gốc nếu dứt được tham dục khổ không chỗ nương đổ dứt hết năn các khổ gọi là đệ thứ ba
vì chứng diệt đế vậy mà tu hành đạo đế lìa hết các khổ phược gọi đó là giải thoát. Người đó nơi pháp gì mà nói đắng giải thoát, chỉ xa rời hư vọng gọi đó là giải thoát. Khi thiệt chưa phải được giải thoát ăn tất cả, Đức Phật nói người đó chưa phải thiệt diệt đó, vì người đó chưa được đạo quả vô thường. Vậy ý của ta không muốn cho đó đến diệt độ, ta là đấng pháp vương. Thử tại nơi các pháp vì an ổn chúng sinh nên hiện ra nơi đời xá lợi Phật, phải biết pháp ân của ta đây vì muốn làm lợi ích cho thế gian nên nói tại chỗ ông đi qua chớ có vọng tuyên truyền. Nếu có người nghe đến tỷ kinh nhận lấy, phải biết rằng người ấy là bậc bậc tối truyền. Nếu có người tin nhận kinh pháp vô thường này, thời người đó đã từng thấy các Phật quá khứ cung kính và cúng dường, cũng được nghe pháp này. Nếu người nào có thể tin chịu lời ông nói, thời chính là thấy ta cũng là thấy nơi ông cùng các chúng tỷ kheo và các hàng Bồ Tát. Phần vì người trí sâu nói kinh pháp hoa này, kẻ thức can nghe đến mê lầm không hiểu được tất cả hàng thánh văn cùng với bích chi Phật ở trong kinh pháp này. Sức kia không hiểu được chính ông xa lời Phật này, còn nơi kinh này dùng lòng tin đặng vào huống là thánh văn khác. Bao nhiêu thánh văn khác do tin theo lời Phật mà tùy thuận kinh này, chẳng phải trí của mình lại này xa lời Phật. Kẻ kiêu màn biếng lười vọng so chấp lấy ngã chớ vì nói kinh này. Hàng phàm phu biết can quá mê năm môn dục, nghe pháp không hiểu được cũng chẳng nên vì nói. Nếu có người không tin khinh hủy chế kinh này, tời là dứt tất cả giống Phật ở thế gian. Nếu có người xìu mặt mà cứu lòng nghi hoặc, ông nên lắng nghe nói tội báo của người đó, hoặc vẫn còn tại thế hoặc sau khi diệt độ. Nếu có người chê bai kinh điển như thế này, thấy có người đóng tụng biên chép to chỉ kinh rồi khinh tiền ghét ganh mà cứu lòng kết ơn tội báo của người đó. Ông nay lại lắng nghe người đó khi mạng chúng xa vào ngục ma tỳ đầy đủ một kiếp chẳng kiếp man hết lại xanh. Cứ xoay vần như thế nhận đến vô số kiếp, từ trong địa ngục ra sẽ đọa vào súc sinh hoặc làm chó dã can. Thân thể nó ôm gầy đen điêu thêm ghé lác, bị người thường trong ghéo lại còn phải bị người gớm nhầm và ghét rẻ. Thường ngày đói khát khó xương thịt đều khó khăn, lúc sống siêu khổ sợ chết bị ném ngói đá. Vì đoàn mật giống Phật nên tỏ tội báo đó, hoặc sinh làm lạc đà hoặc dính vào loài lừa thân thường mang kéo nặng. Lại thêm bị đánh đập chỉ nhớ tượng nướng có, ngoài ra không biết gì vì khinh chê kinh này mà mắc tội như vậy. Có khi làm giả can đi vào trong xóm làng, thân thể đầy ghé lác lái chột hết một mắt, bị bọn trẻ nhỏ vây theo đánh đập liền ném chiêu nhiều các đau khổ, hoặc có lúc phải chết ở đây. Vừa chết rồi liền lại thọ thân rắn, thân thể nó dài lớn đến 500 do tuần điết ngay và không chân lăn lóc đi bằng bùng. Bị các loài trùng nhỏ cắn rúc ăn thịt máu, bị khổ cả ngày đêm không tạm có ngừng nghỉ vì khinh chế kinh này mà mắc tội như vậy. Nếu được sinh làm người các căn đều am đồn luôn xấu lại lạch quẻ đuôi điếc thêm lưng gù. Có nói ra lời gì mọi người không tin nhân ơi, miệng thường ngồi tối bị quỷ mị giữa nhập nghèo cùng rất nên là bị người sai khiến luôn nhiều bệnh thân ôm gầy không có chỗ cậy nhờ. Đầu nướng gần với người mà người chẳng để ý, nếu có đau
đằng điều trị thời liền lại quên mất nếu học qua nghề thuốc theo đúng phép chỉ bệnh mà bệnh người nặng thêm hoặc có khi đến chết nếu tự mình có bệnh không người chữa lành đằng giàu có uống thuốc đây mà bệnh càng thêm nặng hoặc người khác phản nghịch cướp giật trộm lấy của các tội dường thế đó lại tự mang và lấy những người tội như đây tròn không thấy đường phần là vua trong hàng thánh thượng nói phạm giao hoa những người tội như đây thường sanh chỗ hoạn nạn tâm cuồng loạn tai điếc tròn không nghe pháp được trải qua vô số kiếp như số cát sông hằng danh gia liền điếc câm các căn trăng đầy đủ thường ở trong địa ngục như dạo chơi vườn nhà ở tại ác đạo khác như ở nhà cửa mình lạc đà lửa heo chó là chỗ kia thường đi vì khinh chê kinh này mắc tội dường thế đó nếu đằng sinh làm người điếc đuôi lại cấm ngóng nghèo cùng các tướng sĩ dùng đó tự trang nghiêm xưng bốn bệnh khô khát ghè lác cùng ung thư các bệnh như trên đó dùng làm y phục mặc thân thế thường ngồi ám nhơ nhấp không hề sạch lòng chấp ngã sâu chắc thêm nhiều tánh dân hờn tính dâm dục ấy hừng đến chẳng chừa cầm thú vì kinh chế kinh này mắc tội dường thế đó báo cho xá lời Phật người khinh chế kinh này nếu kể nói tội kia cùng kiếp cũng chẳng hết vì bởi nhân duyên đó ta vẫn bảo các ông trong nhóm người vô trí chớ nên nói kinh này nếu có người lời căn sức trí huệ sáng láng học rộng và nhớ dai lòng mong cầu Phật đạo những hạng người như thế mới nên vì đó nói nếu có người đã từng thấy trăm nghìn ức Phật trong các cõi đức lành thấm tâm dẫn bền vững hàng người được như thế mới nên vì đó nói nếu có người tinh tấn thường tu tâm lòng tự chẳng hề tiếc thân mạng mới nên vì đó nói nếu có người cũng kinh không có sinh lòng các lìa xa các phàm ngu ở riêng trong nuôi trầm những hàng người như thế mới nên vì đó nói lại xa lời Phật này nếu thấy có người nào rời bỏ ác tri thức gần gũi bằng hiền lành người được như thế ấy mới nên vì đó nói nếu thấy hàng Phật tử dư giới hành trong sạch như minh châu sáng sạch ham cầu kinh đại thừa những người được như thế mới nên vì đó nói nếu người không lòng dẫn chẳng tiệt ý diệu hòa thường thương xót mọi loài cũng kinh cắn đức Phật hàng người tốt như thế mới nên vì đó nói lại có hàng Phật tử ở tại trong đài chúng thuần dùng lòng thanh tịnh các món nhân cùng duyên thí dụ và lời lẽ nói pháp không chướng ngại những người như thế ấy mới nên vì đó nói nếu có vị tỳ kheo vì cầu nhất thiết chỉ khắp bốn phương cầu pháp chấp tay cũng kính thọ chỉ ưa muốn thọ chỉ kính điên về đại thừa nhận đến không hề thọ một bài kệ kính các ngang người được như thế mới nên vì đó nói như có người chỉ tâm cầu xa lời của Phật cầu kính cũng như thế đặng rồi đánh lễ tỏ người đó chẳng còn lại có lòng cầu kinh các cũng chưa từng nghĩ tưởng đến sanh vỡ ngoại đạo người được như thế ấy mới nên vì đó nói bảo cùng xá lời Phật ta nói các sự tướng của người cầu Phật đạo cùng kiếp cùng chẳng hết những người như thế đó tới có thể tin hiểu ông nên vì họ nói kinh diệu pháp liên Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phụng Nguyện Tam Bảo chứng minh ngoài thần hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Vạm Vượng Đế Thích
Tứ Thiên Vương, Chúng Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thần Vương, Nhất Thiết Thiên Thần Chứng Minh Gia Hộ. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức tu hành thật có trong ngày hôm nay, đối với thân thực hành thiếu dục trí túc, đối với khẩu nói lời thanh tịnh xa rời các dục, đối với tưởng tư duy chính pháp. Chúng con kính nguyện sư phụ của chúng con Tứ Đại Điều Hòa Chủ Thế Xa Bà dài lâu đời đời các kiếp vị lai thị hiện, mang ánh sáng trí tuệ bát nhã của các đức Như Lai phổ độ quần sinh, khiến cho muôn loài đều thấm nhuần lời đức Phật dạy, tin sâu nhân quả phát tâm Bồ Đề, ứng dụng tu hành sống cuộc đời giác ngộ an vui giải thoát. Nguyện cho thân phụ thân mẫu của sư phụ và cha mẹ của tăng ni Phật tử đang tu tập tại chùa bệnh tật được thuyên giảm tăng trưởng duyên lành tu theo chánh pháp. Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báu của mình, mà được bánh căn tiên giám gia quyến an khang, lòng tin nơi Tam Bảo ngày càng sâu, tâm từ bi đối với chúng sinh tăng trường. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong, đồng bào tử nạn, dân quân du kích, tử vệ, những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn, chư vị hương linh gia tiên nội ngoài kiếp này và cả kiếp trước, các hương linh ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa, các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc độ sinh của chư tăng chùa Ba Vàng, tùy theo phúc báu cúng dường và tu tập của chư tăng ni và các tín chủ mà sớm phát tâm giác tình, lìa cõi u minh, khởi niệm từ bi xa rời ác đạo, tin sâu Tam Bảo sinh về cõi Phật an vui. Chúng con cũng xin hồi hướng công đức tu hành này về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, có đủ duyên lành kiểm soát được dịch, sớm tìm ra vaccine dứt trừ nan dịch. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh. Hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân qua váng sớm được sinh về cảnh giới an lành. Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin hồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh, động đất, các nạn nước do biển động và lũ quét lụt nổi, tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các chúng hành bệnh quỷ vương, ác độc quỷ vương, đa ác quỷ vương, huyết lệ sầu quỷ vương cùng các tiểu quỷ tử theo kinh Địa Tạng có liên quan tới ác nạn của nhân loại. Nguyện cho chúng quỷ này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp, từ bỏ việc ác, hộ trì việc thiện, phát tâm Bồ Đề, hộ trì Tam Bảo, cùng với chúng con kết duyên pháp lữ, thực hành công hạnh Bồ Đề, chuyên tái Phật pháp phổ độ chúng sinh, cầu Vô Thượng Bồ Đề. Nguyện cho nước nhà có phúc, dân tộc trung kiên, trí đức tròn đầy, nhân tâm hòa lạc, già trẻ kính nhường, trí ngu chẳng nghịch, mọi người chung sức giúp nước an dân, người vật cùng hưởng. Lại nguyện dòng giống Việt Nam khác thể tâm đồng quay về nguồn xưa, phát minh bản địa, mong cho ba nghiệp chóng tiêu, chân tâm tỏ rõ, quốc độ thanh bình, đạo đời yên ổn. Khắp nguyện phước ban khắp tất cả đức độ quần sinh, Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt sạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
kinh công đức có bao nhiêu, con xin lấy đó hồi hướng về. Nguyện khắp pháp giới các chúng sinh thấy đều thế nhầm vô sinh nhân. Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não, nguyện được trí tuệ thật sáng ngời. Nguyện các tội chướng thấy tiêu trừ, đời đời thường hành Bồ Tát Đạo. Nguyện đem công đức tu hành này chan giải mười phương khắp tất cả, hết thảy chúng con cùng các loài đồng được lên ngôi vô thượng giác. Từ quy y Phật nơi nguyện cho chúng sinh hiểu thấu đạo lớn nơi phán tâm vô thượng. Từ quy y pháp ơi nguyện cho chúng sinh ơi thâm nhập kinh tạng ơi trí tuệ như biển. Từ quy y tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại chúng ơi tất cả